Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Đường phố về đêm thật đẹp và thơ mộng. Những ngọn đèn đường sáng lung linh sắc màu. Dòng xe cộ ngược xuôi trên đường. Ngay lúc này đây, nhân viên của công ty đang ngồi thưởng thức ly cà phê cùng với nhau để chờ công hàng Artesia Performer về phục vụ anh em. Nào bắt đầu video thôi. Bây giờ đang là 11 giờ đêm, xe cộ qua lại thưa thớt dần. Mọi người thì đang tranh thủ về nhà nghỉ ngơi cho hôm sau bắt đầu ngày làm việc mới, làm bạn với team. Giờ đây chỉ còn những ngọn đèn đường, những tài xế xe công nghệ đang chạy cuốc xe cuối ngày, càng tiếp thêm động lực cho đội ngũ chúng mình rằng phục vụ khách hàng là tiêu chí hàng đầu. Giờ giấc lúc này không quá quan trọng. Đường vào bãi xuống hàng càng gần, nhanh chóng đến với những kiện piano performer siêu hot thôi nào. Nhân viên xe tải và thủ công đã xuất hiện rồi, đội ngũ xuống hàng đã đông đủ. Sau lưng mình chính là công hàng kỳ này, các anh đang dùng kìm cộng lực cắt khóa để mở công. Cửa công đang được mở chậm chậm, mới mở một bên mà nhìn đã mắc ghê. Hàng trăm thùng performer xếp liệt hết, anh em có thấy choáng ngợp không? Những chiếc piano xếp chồng lên nhau thành hàng dài và cao, ngăn nắp, đồng thời được cố định từng vị trí gọn gàng với những mã series riêng để đại lý và nhân viên nhập hàng có thể dễ dàng kiểm tra đầy đủ số lượng trước khi đến với showroom. Những chiếc xe dỡ đàn chuẩn bị vào vị trí, hàng đang được các anh chuyển vào các xe. Anh nhân viên bắt đầu lấy từng cây performer, không khí cười nói vui vẻ trong khi làm việc. Những cây piano performer chính là món quà Giáng sinh mà team mong muốn đem cho khách hàng. Vậy là xe đầu tiên đã đầy, trong khi đợi chuyến thứ hai đến. Mời mọi người theo mình vào khám phá cận cảnh bên trong công performer có gì nha. Những thùng piano bây giờ với thiết kế của đàn góc cạnh vô cùng cứng cáp, bỏ thùng dây sẽ bảo vệ đàn và phụ kiện bên trong. Hàng đã vơi. Vậy là những cây piano phục vụ đại lý đã cập bến. Đội ngũ vẫn nhiệt tình mang hàng xuống xe, cần mẫn và liên tục không mệt mỏi. Đây chính là nét đẹp mà Minh Phụng Music muốn gửi đến cho các bạn. Vì thời lượng video cũng khá dài nên đây là chuyến xe cuối cùng trong buổi xuống đàn performer. Anh tài xế lái xe từ từ cập sát đuôi xe vào để những thùng đàn còn lại chuyển vào xe tải. Nhìn thế thôi chứ đàn có khối lượng nhẹ nên anh em một lần mang hai cây là bình thường. Tiếp tục theo dõi video cùng mình nhé. Đàn được các anh liên tục để vào xe với tinh thần hăng say, không biết mệt mỏi vì phải gấp rút lên đường hướng dẫn đội bán tải chở đàn về kho của công ty tại Lý Thường Kiệt, nên mình xin phép cắt máy tại đây. Hẹn anh em vào video sau sẽ đồng hành cùng đội ngũ mang đàn performer từ bãi về kho hàng và cả showroom Bành Văn Chân trong tập gì tới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này, hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.